Hello mọi người. Hello mọi người. Hello mọi người. Hello, xin chào mọi người. Lâu lắm rồi hai chồng mình mới được ăn chung mà mọi người. Chồng mình ăn hủ tiếu, còn mình ăn bánh tráng thịt luộc. Thịt luộc hủ tiếu. Cũng vui nè thôi sữa. Dạ, vui à. Lâu lắm rồi không ăn thịt luộc bánh tráng nè. Về đi ra nó ngủ hết rồi. Ngủ rồi, khiêu xuống dưới chân. Bánh tráng mình mua. Mình mua hồi được Tết đó mọi người. Này mấy tháng rồi, 6 tháng rồi đó. Vẫn còn. Mình cắt thịt vô trước. Mình cuốn giống như người ta bán gỏi cuốn nhưng mà tiện. Ta cuốn sao mà thấy con tôm nó ra ngoài luôn. Sư tư ngủ ra chưa nè. Ngủ ra xem nè. Ông miều sư mê. Hả? Ông miều sư. Ôi chủ sư tư. Nhìn nhìn thấy giống chủ sư rồi. Úi. Mời mọi người nha. Trời ơi mình cũng đẹp dữ trời. Chấm nước mắm. Cái này có mình chấm rồi. Làm video à, cho video à, được rồi. Quay video, đúng không? Cảm ơn. Lâu lâu ăn ngon.
thiếu uống bia. Hồi bữa mua bia chứ. Thế nhưng sư phải cùng rồi. Sư phải cùng rồi. Nó có hiểu không? Chuyện gì là chồng mình hả? Còn sườn không? Chồng mình không ăn rau lấp cá.
Cơ xưa mày cúng rồi à?
vô. Cái ví dụ sai, nó cứ sai. Có heo của tớ, của tớ bia hơ quán nèo, ăn hết rồi. Uống hết rồi. Mà uống hết rồi, à, tôi họ uống rồi. Còn chút xíu. Còn à? Ừ. Nó sư khô quá, dồ sư... rồi. Còn là sư hải dồ đó. Thôi chú tới của hồi xưa đi. Hả? Chú tới của hồi xưa. Chú tới cái gương của hồi xưa, chứ cứ cánh hồi xưa đó mình nói. Đồng ý, đi à. Phan không chịu được. Chị tôi chịu tái thư của tơ che đi phẳng nó siêu hình hưởng rồi. Cầm phùng. Bánh tráng tôi nên đó nè. Chị đến xuyên không ra. Ủa xuyên không ra.